Tập 20. Tôi thấy có phải cô hơi hiểu lầm tôi rồi không? Tôi thật sự muốn giúp đỡ cô. Hai chúng ta tình cờ gặp nhau, cậu sẽ không chỉ vì tôi mắc căn bệnh giống cậu mà đối xử ân cần với tôi như vậy. Cậu thấy như vậy là bình thường sao? Dù cậu có quan điểm thế nào, tôi ly hôn rời xa con trai tôi, tôi muốn thay đổi bản thân, mau chóng đưa con về bên cạnh của mình. Vì thế ngày nào cũng cố gắng làm việc. Tôi phải đối mặt với áp lực công việc và các mối quan hệ lớn như vậy. Vì vậy tôi hy vọng lúc chỉ có một mình, tôi có thể yên tĩnh một chút, có thể âm thầm cầu nguyện cho con trai tôi lúc không có mẹ bên cạnh cũng có thể sống tốt. Mà cậu lúc nào cũng ở cạnh tôi như một âm hồn chỗ nào cũng có. Cậu khiến tôi thấy hoảng sợ. Tôi không hy vọng trở thành tiêu điểm trong mắt ai đó. Tôi càng không hy vọng có người lúc nào cũng nhắc nhở tôi là một bệnh nhân. Cậu hiểu chưa? Được. Tôi xin lỗi. Tôi thật sự không nghĩ tới lại đem cho cô cảm giác này. Nhưng đây không phải là dự tính ban đầu của tôi. Cô biết không, lúc tôi mắc bệnh, tôi rất sợ bóng tối. Tôi rất sợ đêm đen chậm rãi phải trải qua một mình. Vì thế tôi mới mở quán bar. Như vậy tôi có thể danh chính ngôn thuận ở đó tới sáng. Dù tôi tan làm sớm, tôi cũng có thể tìm một nơi ở như vậy tới sáng. Cho tới hôm nay tôi thấy cô uống thuốc, tôi mới bắt đầu lo cho cô. Thật đó. Vì tôi rất sợ nếu tôi không thấy cô. Cô chỉ có một mình trong nhà, cô sẽ có tâm trạng giống như tôi. Cho nên tôi mới theo cô. Tôi chỉ muốn nhìn thấy cô. Nhìn thấy cô ngày nào cũng vui vẻ, rồi lại yên tĩnh trải qua một ngày như vậy. Tôi thấy rất yên tâm. Tôi thật sự rất vui. Tôi biết bây giờ tôi như vậy sẽ phiền tới cô. Nhưng tôi hy vọng có thể thay đổi cách khác để quan tâm cô. Bất cứ lúc nào trong tương lai, nếu cô muốn tìm người để nói chuyện, tôi hy vọng người đầu tiên cô nghĩ tới chính là tôi. Dù là lúc nào cũng được. Được không, cầm trảo? Được không? Tôi thấy cậu nghĩ nhiều rồi. Giữa chúng ta không có quan hệ gì cả. Nhưng những lời cậu mới nói, tôi rất cảm động. Lời tôi muốn nói cũng nói rồi. Tôi lên nhà đây, cậu nghỉ ngơi sớm đi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi.
Nào, uống một ly, uống một ly. Vui quá, vui quá. Nào nào, uống một ly. Hôm nay có rượu, hôm nay say. Uống rượu gặp tri kỷ, ngàn ly cũng ít, cạn ly. Cạn hết nhé, cạn hết. Muộn vậy rồi, giám đốc An, tôi đi trước đây. Nếu không lát nữa mẹ tôi sẽ lo. Đi bây giờ sao, ở lại chút nữa đi. Tôi cùng đường với anh nè, tôi đưa cô về. Được, vậy mọi người cho vui vẻ. Trên đường gặp tên háo sắc, nhớ nói tên tôi. Tới nơi nhắn tin cho tôi. An nương nương, ăn dưa hấu đi. Cảm ơn cậu. Tối nay chơi có vui không? Vui. Vậy sau này chúng ta thường xuyên tụ tập, nhất định. An nương nương, tối nay tôi uống cùng chị, chúng ta không say không về. Đáng tin. Lý Duy, cậu uống với Vivian đi. Tôi uống nhiều rồi, sắp ngất đây. Chơi thêm lát nữa. Thêm chút nữa đi. Vivian, cậu ta ở lại với cậu, chơi vui nhé. Tạm biệt. Tạm biệt. Đúng rồi, An nương nương, thẻ gửi đồ của Judy vẫn ở chỗ tôi. Hay là tôi cũng đi trước đây. Ngại quá. Ngày mai gặp. Tạm biệt. Judy, thẻ cất đồ còn ở chỗ tôi này. Đợi tôi với. Alo. Cậu ở đâu thế? Trên đường về nhà. Cậu có được không vậy? Sớm như vậy đã về nhà rồi. Qua đây. Cậu qua đây. Chúng ta cùng uống rượu. Sao vậy? Rốt cuộc cậu đã lên giường với bà thím kia chưa? Nói chuyện đi. Cậu sẽ không thật sự động lòng với bà thím kia chứ? Vivian, cô uống ít thôi. Cô đang ở quán bar nào? Tôi gọi xe tới đón cô. Không cần, tôi còn chưa bắt đầu uống. Vivian, tôi nhận thua. Hợp phết. Mình đang làm gì vậy? Chị tiên nữ. Hảo hán, hôm nay chị mặc đẹp quá. Chị ăn sáng chưa? Chị ăn rồi. Lần sau chị ăn sáng nhớ gọi em nhé. Được, chị sẽ cùng đi ăn với em. Bố đá con làm gì? Bố còn không mau chào hỏi chị tiên nữ đi. Chị à, thang máy tới rồi.
Bố, mau vào đi. Vào đi. Đôi giày hôm qua. Hảo Hán, sáng em ăn gì thế? Bố làm cơm rang trứng, rất ngon đấy. Tôi đi trước đây. Chị Tiên Nữ. Bố, sao bố cứ không để con nói chuyện với chị Tiên Nữ thế? Con nói bố biết, bố làm vậy rất bất lịch sự. Xem tình hình này của cậu, đã chịu đả kích rồi. Được rồi, vụ cá cược của chúng ta chỉ là một trò chơi thôi, một trò đùa thôi. Tôi lớn hơn cậu mấy tuổi, hoặc là có một vài cảm nhận. Tôi cảm thấy nếu như cậu thật sự yêu một người, có thể để cảm giác này ở trong lòng, để ở trong giấc mơ, có thể sẽ càng hoàn mỹ hơn. Sau này những đồ ngọt mà cô thích sẽ được làm riêng, mãi mãi sẽ không bán bên ngoài. Cảm ơn nhé. Sao lúc nào cũng là cậu thế? Âm hồn không tan. Anh cứ luyện tập đi, tôi sẽ không làm phiền anh. Nói mấy câu xong tôi sẽ đi. Người anh em, tôi biết trước đây thành tích của cậu nổi bật. Tôi cũng hiểu được tâm trạng đang đợi thời cơ trở lại của cậu. Tôi cũng tin năng lực của cậu. Nhưng nơi mà cậu bắt đầu gượng dậy đúng là không phải chỗ của tôi. Cậu đấy, vẫn nên tìm con đường khác đi. Có hợp tác hay không, tôi không quyết được, anh mới quyết được. Có điều theo như tôi biết, kỳ hạn của hợp đồng bản quyền sắp tới rồi. Sắp 5 năm rồi mà không có một động tĩnh nào. Nếu như tôi là tác giả thì sẽ không ký thêm hợp đồng với anh nữa. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, nếu như anh không có hành động nào thì tất cả những đầu tư trước đây e là sẽ thành công cốc. Sao cậu biết vậy? Sao tôi biết không quan trọng? Điều quan trọng là sao anh cứ mất bò mới lo tìm chuồng chứ? Tôi có thể đưa ra cho anh một vài kiến nghị. Có gì thì cậu cứ nói. Được. Trước đây anh không đồng ý hợp tác với tôi là vì thấy tôi sức ít lực mỏng. Điều này tôi có thể hiểu được. Nhưng bây giờ tôi có thể nói với anh, không phải tôi đang chiến đấu một mình. Trong tay tôi có một số tiền lớn, có phương án hoàn chỉnh. Điều quan trọng, tôi tìm được một người giám chế rất nổi tiếng. Chúng tôi đang bắt đầu lên kế hoạch rồi. Nếu nhanh có hứng thú, chúng ta có thể tìm thời gian, địa điểm, ngồi xuống nói chuyện. Bắt tay lên kế hoạch sao? Sao cậu biết tôi nhất định sẽ đồng ý với cậu? Anh có đồng ý hay không? Tôi thật sự không biết. Tôi chỉ biết trước mắt sự chuẩn bị của tôi là đầy đủ nhất. Được. Ngày mai tôi đi Thượng Hải, thứ ba tuần sau về. Sau khi về sẽ gọi điện cho cậu. Hy vọng cậu có thể cho tôi một bản hạng mục kế hoạch khiến tôi không thể từ chối. Được. Nhớ lấy. Tôi chỉ cho cậu một cơ hội này thôi. Cũng e là cơ hội cuối cùng của anh rồi. Có biết động tác vừa rồi là tập gì không? Động tác bắt đầu chính là nên phải như thế này.
Thế này, chú ý đến xương khớp nhé. Anh tiếp tục đi. Bố, bố chơi với con một chút đi. Con chơi trước đi. Con tin bố đập dở hay không? Con đứng yên. Đứng yên. Để thẳng tay xuống. Phải có thái độ nói chuyện đi. Có phải con cảm thấy bản thân mình nhàn lắm không? Muốn tìm chút chuyện để chứng minh bản thân. Vậy được, bố cho con cơ hội. Xem chỗ kia có một đống rác không? Đi đổ nó đi. Thưởng cho con gia quân này. Con đợi một chút. Đừng làm đổ. Nào nào, cho con này. Tiện thể đem cái này đi luôn. Cầm cái này đi. Uống chậm thôi. Chị tiên nữ. Chị tiên nữ, sao chị lại ở đây chứ? Chị... Sao em giỏi thế? Còn biết đổ rác nữa. Bố em phiền lắm. Ông ấy chỉ biết làm việc, không để ý gì tới em cả. Cũng không chơi với em. Em nói chuyện với ông ấy không để ý. Ông ấy còn bảo em đi đổ rác. Chị tiên nữ, em có thể qua nhà chị chơi không? Chị tiên nữ, nhà chị đẹp quá. Con trai. Con trai. Chị, em nói chị biết, người bố này của em rất sĩ diện. Nhưng thật ra, ông ấy rất lương thiện. Bên ngoài lạnh lùng, bên trong cuồng nhiệt. Đúng vậy, trông thì rất có nguyên tắc. Đó là vì bố xấu hổ. Thế sao? Chả trách. Có những lúc nhìn thấy cái dáng vẻ nghiêm túc của anh ta. Chị tiên nữ, chị có biết con nhím không? Biết chứ. Bố em chính là kiểu đó. Bởi vì sợ người ta làm tổn thương mình nên cuộn tròn lại, ra vẻ trông rất lợi hại. Giống như thế này này. Mang theo những cái gai thật dày, lăn đi lăn lại. Đúng là giảo hoạt. Còn nữa, người bố này của em bình thường ngốc lắm. Lần trước bố làm bữa sáng, ngay cả trứng gà cũng rán không chín. Mấy ngày trước, trong nhà có chuột, bố bắt cả ngày cũng không bắt được.
có phải bố ngốc lắm không? Còn nữa, người bố này của em, ông ấy có nhiều tật xấu lắm. Ngày nào bố cũng thay tất là chuyện bình thường. Nhưng bố cứ nhất quyết phải giặt bằng tay, sau khi giặt xong còn phải dùng máy xé tóc xé khô, sau đó mới kẹp lại rồi treo lên. Còn nữa, bố em thích trưng diện lắm. Ông ấy không hút thuốc, nhưng lại thích mang theo nước hoa mùi thuốc lá. Còn nữa, bố em cũng có ưu điểm. Trong vòng 3 giây, ông ấy có thể tính ra được phép cộng trừ nhân chia của 7 con số. Ông ấy là kiểu người hay uống trộm Yakult của em và có thể ngủ bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào. Hảo hán. Còn mẹ em đâu? Sao trước giờ không thấy mẹ em? Bố và mẹ em ly hôn rồi. Vậy vẫn luôn một mình bố nuôi em sao? Không phải, là em nuôi ông ấy, hoàn toàn ngược lại nhé. Đáng yêu như vậy, nhất định mẹ rất nhớ em. Chắc vậy. Bởi vì mẹ chưa từng đến thăm em, bảo con đi đổ rác sao không chạy tới nhà người ta, còn ăn đồ của nhà người ta nữa. Con bỏ xuống, không sao, tiên nữ tỷ tỷ không phải người khác. Xin lỗi thằng bé nghịch quá, không sao, tạm biệt. Con giỏi nhỉ. Bố bảo con phát triển dự án, con làm tới đâu rồi? Đi đổ rác mà con cũng tới nhà người ta. Chị ấy không phải người khác, chị ấy là hàng xóm nhà mình, tiên nữ tỷ tỷ. Con rất thân với cô ấy sao? Chị ấy rất quan tâm con. Cô ấy quan tâm con thế nào? Cô ấy quan tâm con có bằng bố quan tâm con không? Con ngồi đàng hoàng, ngồi hẳn hoi. Bố nghiêm khắc phê bình con. Sao chuyện trong nhà ai con cũng kể được thế? Con nói đi, con nói với người ta cái gì? Chẳng phải bố đứng ngoài cửa nghe trộm còn gì? Bố nghe trộm khi nào? Vừa nãy đấy. Bố nghe một cách đường hoàng. Con mở cửa, bố không muốn nghe. Cũng được. Sao con không nhìn thấy bố? Con mở cửa, bố đứng ở đây. Nói to thế bố không muốn nghe, cũng nghe thấy hết. Đang nói con đây. Lần sau con có sang nhà người ta nữa không? Bố, tiên nữ tỷ tỷ, bố có thấy là chị ấy hơi thích con không? Để bố xem, người ta thích con ở điểm nào? Răng thì súng, thích con cái gì? Tiên nữ tỷ tỷ thích con mà, chị ấy thấy con đáng yêu, còn thích kể chuyện với con. Thế con không thích sướng sướng nữa sao? Sướng sướng. Bây giờ con không thích nữa. Lúc trước còn nhỏ quá. Bây giờ con lớn rồi. Con cảm thấy bây giờ cô ấy quá trẻ con. Sao con đứng núi này trông núi nọ thế? Tiên nữ tỷ tỷ xinh đẹp, chị ấy thích con, lại còn chăm sóc gia đình mình. Bố nói xem sau này chúng ta có thể chơi cùng tiên nữ tỷ tỷ được không? Không được. Vừa nãy con còn thấy bố cười với tiên nữ tỷ tỷ cơ mà. Bố cười với cô ấy khi nào? Vừa nãy bố cười sao? Cười mà. Chú cho là bố cười thì đấy cũng là phép lịch sự. Dù sao con nhìn thấy rồi, đang nói chuyện với con đấy. Ngồi hẳn hôi. Bố chính thức cảnh cáo con, sau này chuyện trong nhà không được ra ngoài nói linh tinh, nghe rõ chưa? Đi đánh răng rửa mặt, kem. Con dùng thời gian ăn kem để nói chuyện với tiên nữ tỷ tỷ. Vì thế, không được ăn kem nữa. Bố chơi xấu. Ai bảo bố là bố con? Đợi một ngày con làm bố, con sẽ chơi xấu với con của con. Lỡ hết cả thời gian. Phim được thuyết minh bởi Bango TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.
Số liệu quần áo công sở mà cô nói lần trước tôi đã thay cô xử lý xong tối cô mang theo máy tính để copy sang. Sao thế? Người anh em, có hy vọng. Hy vọng gì? Tôi đã đưa tài liệu của cậu cho giám đốc sản xuất Hồng Kông xem rồi. Người ta rất có hứng thú, muốn hẹn gặp cậu. Tôi nói là hẹn tối nay luôn. Chuyện còn lại giao cho cậu nhé. Suôn sẻ, vậy sao? Cậu mau chóng chuẩn bị đi. Tối nay đừng đi đâu nữa. Tới thẳng quán lẩu nhà tôi. Thấy tôi trượng nghĩa không? Đúng là rất trượng nghĩa. Nhưng cậu có thể trượng nghĩa hơn được không? Bảo Loan Loan nhà cậu đến đón hảo hán đi. Chúng ta cũng chưa biết bận tới khi nào mới xong. Cái này thì khó rồi. Loan Loan với bố mẹ cô ấy đưa con đi ngoại ô chơi rồi. Trong nhà không có ai. Cậu cứ đón hảo hán là được. Lỡ như giám đốc sản xuất Hồng Kông cũng thích trẻ con, chẳng phải là dạng cả đôi đường sau. Cậu thôi đi, làm gì có ai đưa con đi làm việc, còn là lần đầu tiên gặp mặt. Dù thế nào cũng nên để lại ấn tượng tốt. Phải rồi, chẳng phải cậu có một cô hàng xóm xinh đẹp sao? Cậu nhờ cô ấy trông hảo hán. Nếu như cậu ngại nhờ, thì để tôi. Cậu biết xấu hổ tí đi. Tôi tìm người khác vậy. Được, dù sao thì tối gặp nhé. Đừng tới trễ, dựa cả vào cậu đấy. Cô tra những tư liệu này, sau đó tôi sẽ tổng hợp. Tối nay chúng ta tăng ca. Được. Alo. Tôi là bố Hướng Tiền. À không phải, tôi là bố của Hảo Hán, hàng xóm của cô. Có chuyện gì vậy? Tôi nhớ là ngoài chuyện chiếc vali ra, anh chưa từng gọi điện cho tôi nhỉ? Thì chẳng phải tôi đang gọi đó sao? Có chuyện gì? Anh nói đi. Tôi muốn nhờ cô một việc. Tối nay tôi phải đi gặp một người quan trọng, e là không có thời gian đón con. Cô có thể đón con giúp tôi không? Lúc cô đi dạo ra ngoài hóng mát, tiện thể đón về nhà luôn. Thật sự là chuyện rất quan trọng, cô xem có thể giúp tôi đón con được không? Anh muốn tôi làm bảo mẫu sao? Tôi nói anh biết, tôi thu phí rất cao, anh có trả nổi không? Cái này tôi hiểu, với diện mạo của cô tiền lương chắc chắn không rẻ. Nhờ người khác mà không biết nói chuyện sao? Tôi cúp máy nhé. Không không, tôi... Cô xem, bán anh em xa mua láng giềng gần, hàng xóm nên giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta học cấp 1, đều đã học đạo đức rồi. Được, mấy giờ? Tốt quá rồi, lát nữa tôi sẽ gửi thời gian địa điểm cho cô. Thằng bé có đem theo chìa khóa, cô không cần lo uống cho nó. Nó có thể tự làm được. Cô cứ để nó chơi ở trong nhà là được. Cô nhớ thằng bé về tới nhà thì nhắn tin cho tôi được không? Được. Tôi nói cho anh biết, tôi nể mặt con trai anh. Nhớ lấy, anh nợ tôi một ân huệ đấy. Hôm khác tôi nhất định sẽ tới nhà cảm ơn. Được rồi, cúp máy đi, tạm biệt. Cô này cũng được đấy. Tối nay cô vất vả rồi. Tôi phải đi đón con giúp hàng xóm. Cô xử lý xong gửi cho tôi. Tôi sẽ hoàn thành công việc ở nhà. Cô giúp hàng xóm đón con. Không sao, cô cứ đi đi. Cảm ơn nhé. Không cần khách sáo. Đánh cậu. Dương Hiểu Ninh, cậu dám đánh lại mình. Hảo hán, tiên nữ tỷ tỷ tới đón mình rồi. Cậu nói dối, làm gì có tiên nữ. Tớ không thèm lừa cậu, cậu nhìn đi. Tiên nữ tỷ tỷ.
Hướng Tiền, nhìn thấy thành ý hôm nay của tôi rồi chứ? Không làm ăn buôn bán, chỉ để mời khách. Thảo nào tôi thấy yên tĩnh thế. Thành ý cũng được đấy, quán này hơi nhỏ. Không, tôi không có ý gì. Nói chuyện quan trọng này, cho dù hôm nay thế nào, chúng ta cũng phải đàm phán xong với giám chế Trần. Tôi đã hứa với giám đốc Âu Dương, giám chế Trần sẽ quản lý dự án của chúng ta. Cậu đừng nói, cậu thật giỏi thật đấy. Cách này của cậu tôi từng thấy rồi, không hổ danh là nhân tài tài chính, bái phục. Nhớ giữ phong độ, lát nữa tài nịnh hót của cậu có thể dùng được rồi. Cậu cũng không xem tôi là ai, thật là nịnh hót chuyên nghiệp. Phải rồi Hướng Tiền, gần đây tôi quan sát thời hạn giao hàng của chúng ta có vẻ rất được. Có phải là tôi sắp được đổi xe mới cho vợ không? Đổi xe cho vợ người ta mà cậu cũng đổi được. Tôi đã suy nghĩ rồi, trong vòng nửa năm tôi phải trả hết tiền nợ nhà. Có như vậy tôi và Hảo Hán mới có thể nhanh chóng về nhà của mình. Nửa năm sau? Nửa năm có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Thế còn ít đấy. Vậy như thế này, tôi nghĩ cách giúp cậu góp tiền. Cậu cũng làm giúp tôi, chưa biết chừng tới cuối năm tôi có thể đổi được một căn nhà to hơn. Tình hình của hai chúng ta không giống nhau. Tôi là vì Hảo Hán đánh đổi tất cả. Cậu không cần, không đáng. Có cậu tôi còn lo cái gì? Hơn nữa, chút tiền đó của tôi so với cậu chỉ là mưa phất thôi. Thế này đi, cậu đợi tôi trả nợ tiền nhà xong, tiền kiếm được, còn tôi chia cho cậu một phần. Dù sao thì hai chúng ta cũng không tiêu hết. Cậu nói đấy nhé, tôi ghim rồi đấy. Giám chế Trần tới rồi, tôi đi đón anh ấy. Giám chế Trần chào anh. Xin mời. Cửa tiệm nhỏ này là nhà tôi tự mở đấy. Chỗ khác thì tôi không dám nói. Mùi vị ở đây chắc chắn khác với nơi khác. Người này là Hướng Tiền, đây là giám chế Trần. Giám chế Trần, xin chào. Xin chào, anh ngồi đi. Nghe danh đã lâu. Giám chế Trần, anh đã xem văn án chưa? Có ý kiến gì, anh cứ nói thẳng với Hướng Tiền. Không vội. Giám chế Trần đi đường vất vả tới đây, cứ ăn trước đã, anh thấy sao? Được, chúng ta ăn trước đi. Chúng ta vừa ăn vừa nói. Được được, ăn thôi. Muộn vậy, tan làm rồi sao? Phải rồi, có cái này cho cậu. Đây là tiền nhà tôi còn nợ lại cậu. Không, thật sự không cần gấp như vậy. Cầm lấy đi. Bạn thì bạn, chuyện gì cũng phải rõ ràng. Không phải, tiền lương mỗi tháng của cô chỉ có vậy. Cô còn phải mua quần áo mỹ phẩm. Đây là chuyện cá nhân, cầm lấy đi. Tầm Trảo, cô có thể coi tôi như bạn tốt của cô. Có chuyện gì có thể nhờ tôi giúp đỡ. Không cần đặt ranh giới như vậy. Ranh giới giữa con người với nhau là cần thiết. Có ranh giới thì mới có thể qua lại tốt hơn. Được. Được. Số liệu đều ở trong đây. Cô xem đi. Cảm ơn. Giám đốc Hướng, anh thật sự phải cảm ơn người anh em tốt này của anh. Hôm đó anh ấy trực tiếp gõ cửa nhà tôi, đưa bản dự án của anh cho tôi. Tôi hỏi anh ấy, anh tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, anh không sợ tôi kiện anh sao? Bởi vì đó là phạm quy tắc. Anh ấy nói tôi sợ, nhưng người anh em của tôi thật sự cần giúp đỡ. Tôi thấy anh ấy vô cùng chân thành, vì vậy tôi đã xem bản dự án này. Quả thực rất đáng xem. Giám đốc Hướng,
Tôi có thể cho anh người mà anh muốn. Nhưng tôi nghe nói dòng quay vốn của anh có một vài vấn đề. Giám chế Trần, quả thực hiện giờ vấn đề lớn nhất chính là tiền vốn. Nhưng nếu anh đồng ý hợp tác với tôi, chuyện tiền vốn tôi nhất định sẽ giải quyết nó trong thời gian cho phép, cho dù phải rút hết tiền riêng của mình ra. Anh thấy thế có được không? Được. Tôi thích những người có tinh thần quyết đánh tới cùng như anh. Cứ như vậy đi. Anh đưa 5 triệu là tiền vốn khởi động trước, cái khác thì tôi sẽ triển khai tốt giúp anh. 5 triệu sao? Câu này của anh không chỉ đáng 5 triệu. Anh có thể tới là đã giúp tôi một việc lớn rồi. Có anh ở đây, chuyện này đã thành công được nữa rồi. Đừng nói là giúp đỡ, tôi cũng là vì kiếm tiền thôi. Giám chế Trần, tôi thật sự không biết nên nói gì. Hai chúng tôi lấy trà thay rượu. Con trai, con trai, Elisa, hảo hán, hảo hán. Bố, hai người đang ở đâu vậy? Bố đoán xem. Bố biết đoán kiểu gì, con mau nói đi, đừng để bố lo. Con đang ở trên tầng thượng cùng với chị tiên nữ. Bố lên tìm con đi. Lên đó làm gì vậy? Con đợi bố. Hai con hổ già, hai con hổ già, chạy nhanh thật, chạy nhanh thật. Một con không có mắt, một con không có đuôi. Thật kỳ lạ, thật kỳ lạ. Hai con hổ già chạy rất nhanh, chạy rất nhanh. Một con không có mắt. Về rồi sao? Bố, chơi vui thế. Tôi đã gọi pizza, ăn một chút không? Hảo hán, con bắt chị tiên nữ mua phải không? Không phải bố nấu cơm cho con rồi sao? Không phải, là tôi muốn mua cho hảo hán. Đúng ạ, là chị nói mua để ăn ạ. Gia quân này cũng là chị nói muốn uống sao? Vâng ạ, vậy sao? Cô thế này là đang lấp điếm. Có sao? Được rồi, bố em cũng về rồi. Chúng ta nên về nhà thôi. Buổi tối chị còn phải làm việc nữa. Muộn vậy rồi mà chị còn phải làm việc sao? Hảo hán, bỏ đàn xuống, dứt rác đi. Ngoan lắm. Vậy cô kiếm đâu ra mấy cái này vậy? Từ buổi tiệc lần trước ở nhà tôi. Vậy có phải nên dọn vào không? Nào, giúp cô dọn vào. Từ từ thôi. Nào, từ từ thôi. Được rồi. Hôm nay cảm ơn cô nhé. Vốn dĩ tôi rất lo cho hảo hán. Hảo hán đáng yêu như vậy, lại hiểu chuyện, miệng lại ngọt. Sau này chuyện của hảo hán, hoan nghênh anh tới tìm tôi. Không ngờ cô cũng thích trẻ con đấy. Cũng không hẳn, nghịch quá thì không chịu được. Chú à, lát nữa anh đem cái này xuống đi. Bình thường tôi cũng không ăn mấy cái này, sợ béo. Anh không ăn hảo hán cũng có thể ăn. Không phải cô nói là cô muốn ăn sao?